Tiên Phong Online, tối ngày 8 tháng 9, Bộ Y tế cho biết, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.680 ca nhiễm mới với 17 người nhập cảnh và 12.663 ca trong nước, 7.851 ca cộng đồng. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 7.308, Bình Dương 3.172, Đồng Nai 814, Long An 372, Tiền Giang 171, Cần Thơ

Bạc Liêu 18, Sóc Trăng 13, Trà Vinh 11, Thừa Thiên Huế 9, Bến Tre 6, Bắc Ninh 5, Cà Mau 5, Gia Lai 3, Quảng Nam 2, Ninh Thuận 2, Sơn La 2, Thái Bình 1, Hưng Yên 1, Hà Tĩnh 1, Lạng Sơn 1, Hậu Giang 1. Như vậy trong 24 giờ giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.530 ca tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 2 ca. Bình Dương giảm 794 ca, Đồng Nai giảm 131 ca, Long An giảm 118 ca, Tiền Giang giảm 12 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 12.862. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 563.676 ca nhiễm, đứng thứ 50 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 5.730 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 559.346 ca, trong đó có 322.873 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện có 09 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình. Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc và 8 tỉnh. Thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai, 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 273.154, Bình Dương 141.765, Đồng Nai 31.179.

Ngày 7 tháng 9 có 771.937 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 23.577.917 liều, trong đó tiêm một mũi là 19.809.234 liều, tiêm mũi 2 là 3.768.683 liều. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, trong đó xác định thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt. Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội thần tốc xét nghiệm cho toàn bộ người dân để phát hiện sớm nguồn lây nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19. Bộ này cũng phê duyệt đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nhằm chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kết nối chặt chẽ cung cầu để khai thác và sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực sản xuất oxy y tế trong nước chuẩn bị cơ sở hạ tầng oxy y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 theo các kịch bản, diễn biến dịch bệnh với phương châm 4 tại chỗ, tích cực chuẩn bị, ra soát cơ sở vật chất, sẵn sàng cho phương án 1.000 giường hồi sức tích cực, ICU, tại tỉnh Hà Nam, BV Bạch Mai cơ sở 2, thành phố. Hồ Chí Minh tiếp tục xét nghiệm nhanh, miễn phí cho đội ngũ giao hàng công nghệ, shopper, tại hơn 400 trạm y tế lưu động đến ngày 15 tháng 9 nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian thành phố thực hiện ai ở đâu yên đó. Tại Hà Nội đã thực hiện xét nghiệm 817.765 mẫu, đạt 81,78% kế hoạch từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 9 lấy mẫu diện rộng đợt 3, trong đó 685.519 mẫu đã có kết quả, 11 mẫu dương tính và 685.508 mẫu âm tính, còn lại 132.246 mẫu chưa có kết quả. Tỉnh Đồng Nai đang triển khai thành lập trạm y tế lưu động trước ngày 15 tháng 9. Trung tâm y tế các huyện xây dựng, thiết lập các trạm y tế lưu động trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt làm đồng mối triển khai tổ chức các trạm y tế lưu động, tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn cho trạm y tế lưu động. Thanh Hóa tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa theo chỉ thị 16 trong vòng 7 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 9 và thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống trong vòng 7 ngày kể từ 12 giờ ngày 8 tháng 9. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Oanh Plus nhé!